Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thói quen đeo kính giá rẻ, sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều hay dùng mỹ phẩm, kính áp tròng sai cách là những thói quen gây bệnh khô mắt mà ít người biết đến. Thông tin có tại trang Sức khỏe và đời sống. Chứng khô mắt là gì? Hội chứng khô mắt là một rối loạn phổ biến của màng phim nước mắt, xảy ra khi quá trình sản xuất nước mắt không đủ hoặc độ ẩm ở mắt bốc hơi quá nhanh. Khô mắt thường xảy ra nhiều ở người lớn tuổi, tuy nhiên, ở thời đại ngày nay, vì một số nguyên nhân mà chứng bệnh này ngày càng phổ biến ở người trẻ. Nhiều người cho rằng khô mắt chỉ gây khó chịu một chút chứ không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nó thực sự nguy hiểm vì về lâu dài không được chữa trị sẽ dẫn đến các biến chứng tai hại như đỏ mắt, đau mắt, dẫn đến viêm kết mạc, nhiễm trùng, trầy xước, tổn thương giác mạc. Triệu chứng khô mắt, mắt đỏ. Do mắt khô khiến các tế bào trên bề mặt dễ bị tổn thương, các mạch máu trên tròng mắt nổi rõ lên khiến mắt đỏ. Nhạy cảm hơn với ánh sáng, bạn cảm thấy khó chịu khi thấy ánh sáng, nhất là lúc bị bất ngờ. Mắt khi đó sẽ nheo lại hoặc nhắm nghiền lại. Sốn mắt, cảm giác sốn mắt như có bụi bay vào, nếu diễn ra thường xuyên thì có thể bạn đã mắc chứng khô mắt. Chảy nước mắt, khi mắt khô, lớp dầu trên bề mặt con người không đủ làm ẩm nên mắt tự điều chỉnh bằng cách tiết nước mắt để cân bằng độ ẩm. Mắt nhìn bị mờ nhòe, khi mắt nhìn bị mờ nhòe, bạn hãy thử chớp vài cái, nếu thấy rõ hơn thì chứng tỏ mắt đang bị khô. Dụi mắt thường xuyên có thể gây khô mắt. Nhiều người có thể cảm thấy rất thoải mái khi xoa mắt, đặc biệt là lúc mắt bị ngứa hay bị nhòe. Thế nhưng, việc dụi mắt mạnh có thể làm phá vỡ các mạch máu và khiến đôi mắt của bạn hằn đỏ lên. Bên cạnh đó, hành động này còn vô tình lây truyền vi khuẩn và virus từ đôi bàn tay tới hàng lông mi hay mí mắt của bạn, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt. Nếu không chú ý cẩn thận, hành động dụi mắt còn có thể gây khô mắt, xước và làm viêm vùng xung quanh mắt. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt thường xuyên. Thuốc nhỏ mắt có thể làm co thắt các mạch máu trong mắt của bạn để giảm lưu lượng máu và giúp mắt ít xuất hiện các vết vằn đỏ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng sản phẩm này thì đôi mắt của bạn có thể gặp phải tình trạng kích ứng. Vì vậy, ngay khi thấy có hiện tượng mắt khô, đỏ, kéo dài sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt thì bạn nên chủ động đi khám càng sớm càng tốt. Đồng thời, bạn cũng nên điều chỉnh lại giờ giấc chăm sóc mắt của mình trong ngày cho phù hợp, tránh sử dụng quá nhiều thuốc nhỏ mắt khi không thực sự cần thiết. Sử dụng kính áp tròng cũ. Trung bình tuổi thọ của một cặp kính áp tròng chỉ sử dụng được trong khoảng từ 3 đến 4 tháng. Tuy nhiên, việc cố dùng tiếp lại mang đến cho bạn những hậu họa cho đôi mắt. Theo thời gian, vi khuẩn sẽ tiếp xúc với chiếc kính áp tròng của bạn và bám vào bề mặt kính, nhân số lượng dần lên. Sau đó, khi bạn đặt chúng vào mắt thì chúng có thể gây loét giác mạc, nhiễm trùng mắt, xuất hiện tình trạng đau ngứa dữ dội, thị lực giảm sút. Do đó, cần chú ý tới hạn sử dụng của những cặp kính áp tròng để bảo vệ thị lực. Khắc phục tình trạng khô mắt như thế nào? Chứng khô mắt không khó chữa, quan trọng là bạn phải phát hiện sớm. Bạn có thể xử lý bằng các biện pháp như sau: uống nhiều nước để tăng cường độ ẩm cho mắt, hạn chế tối đa thời gian sử dụng các thiết bị điện tử. Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc, hãy để mắt được nghỉ ngơi một lúc sau mỗi giờ tiếp xúc với máy móc. Chớp mắt nhiều để tiết nước mắt cũng giúp mắt đỡ khô tạm thời. Ngoài ra, bạn có thể nhỏ thuốc nhỏ mắt. Bảo vệ mắt cẩn thận khi ra ngoài, đến những nơi có nhiều khói bụi, tốt nhất là bạn nên tránh đến những nơi này. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin A và omega 3 sẽ tốt hơn cho đôi mắt của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, niềng xăng và những lưu ý sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.